Mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop đức toại.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vào quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ăn luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. À, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua X1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy, thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào shop mình nhé. Không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy, ok. GLMM.me, website chơi chẵn lẻ MMO uy tín, giao dịch tự động 24/7. Top thắng tuần nhận thưởng quà to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Chiến ngay tại GLMM.me. Hello anh em, chào mừng anh em đến với cái clip tiếp theo của mình. Thì mọi người sẽ thắc mắc là tại sao con này nó còn ở đây. Thì mọi người nói thật người là bản thân Ngọc từ khi bé ăn đến là mình có tính thương người sẵn rồi. Và mình gửi đi thật rồi, nhưng mà vé anh bạn giải thích cho mình là ở Hà Nội đang dịch, nó không thông chốt nên là con này nó không thể nào về được. Nên là thôi, coi như là quá cố cho nó hết mùa dịch này. À hết đợt dịch này, sau đợt dịch này mình sẽ đóng cổ đi luôn. Đấy. Thì có gì muốn nói với các bạn không? Em không. Không ạ. Thì hôm nay mình cho ra video này thì mình cũng muốn làm một cái clip để mình thử lòng anh Tuyền. Đấy. Thì bình thường ấy là mình lúc làm xem quán mình cũng là người bắt nạt nó, rồi mình đánh nó các thứ, thì phản ứng của anh Tuyền anh đến toàn bênh nó thôi. Thì lần này mình sẽ làm ngược lại, là mình sẽ để cho cái tâm này nó bắt nạt mình và nó gây gỗ với mình trước đấy, để xem phản ứng của công Tuyền như thế nào mọi người nhá. Thì anh em trong quán đang ngồi hình như là công Tuyền đang ở trong buồng hay sao không ấy. Thì bây giờ mình với lại tâm sẽ vào kia, em diễn tự nhiên nhá. Ý là như này, em chị vào đúng không, thì em gây sự chị trước, em công chăm sóc đoạn giải chị này, được không? Xong rồi chị nói gì tại chị, còn em cứ em cãi chị ở đấy em như bà chủ đấy. Đấy bây giờ em vào trước để chị cho anh Tuyền nó nhìn, cứ vào trước chị vào sau. Đây nó đang ở trước rồi, mặc dù mình không thích lắm đâu nhưng mà thôi cứ thử lòng anh Tuyền xong mà giờ anh còn tình người không. Tại vì mọi khi mình tần người đánh nó trước, còn bây giờ là nó đánh mình trước đấy. Anh em xem mình vào chôn nào thì em của mình cùng theo mình lên nhé. Của tầm ống ra đi. Chồng mày hỏi tao biết mà. Tôi bảo mình đi bao giờ rồi mà cũng nghỉ lỡ nhỉ? Thì bây giờ ở dưới em dịch họ đã không cho đâu mà em về được. Dịch thì mày có phải không được? Mày cứ phải vấn gì vào quán này vậy? Bây giờ dịch chỗ nào nó cũng đóng cửa. Bây giờ nhà nghỉ không thiếu, nhà nghỉ nó vẫn mở, cho mày vào đấy trai gái bình thường, mà ai rủ ai thì rủ. Bây giờ cái quán khác không thiếu thì mày đi chỗ khác ở. Thế bây giờ chị thử ra nhà nghỉ xem chị có ở được không? Xem người ta có thể giới chị vào không? Bây giờ tao có nhà, tao có chồng, có con, đều đéo tao phải ra nhà nghỉ. Thế bây giờ nhà nghỉ nó không mở thì em vào đây kiểu gì? Thế em ở đây có... Em cũng không bao giờ động mặt các anh trước mặt chính chị hay là gì nghe. Từ từ nhá, anh bảo này. Anh tưởng chiều nay lúc nó về đây là được mày cho phép rồi thì nó mới dám về đây chứ. Em chả cho phép cái gì nữa, anh cũng nhầm. Chả là... cho phép, anh chỉ có cho phép là đi chỗ khác ở. Không thì vào nhà trong mà. Vào nhà vui nhà mình ở luôn xong luôn đấy. Cho nó có bạn bè à. Chứ giờ anh ở đây, anh không chết được. Em bật. Để anh hỏi lại. Thế tâm chiều nay ai cho em về đây thì em về đây. Em tự về. Tôi về ạ. Còn Ngọc nữa, hôm trước mày đuổi tao mình cũng đã mày quay cho mày lên. Cái vụ đấy nữa, chưa thèm nhắc mày, bây giờ mày hai chúng mày vào đây xong rồi chúng mày lại chửi nhau với mày. Chúng mày quay nó ra gì không? Chị cứ gây sự với em trước. Tao có gì chưa, từ đấy giờ mày cứ ngừng ngừng mỏng mổ, tao rất là nhẹ nhàng. Thế em cũng nhẹ nhàng, em cũng bảo là ở chỗ khác nó không có cho thuê nhà hay là gì cả. Bởi vì bây giờ đang rất là dệt. Thằng Bính, mày nghe nói chuyện anh chị nó có giống đàn em không? Tao đang cứ ngồi xuống nói chuyện bình thường, cứ để cho số đấy. Chị Tâm ngồi xuống. Em không ngồi, anh cứ để im em với cả chị Ngọc nói chuyện. Bây giờ có hạn đi không? Bây giờ sao là mình đã cho mình tiền? Thấy chưa? Nhà nghỉ nó cũng không mở cửa. Không mở
trường không ạ? Em đi tìm rồi. Thế như tìm được chẳng nhẽ em lại về đây làm gì? Thôi nói thật với Ngọc này, có nghĩa là hôm qua anh cũng nghe Toại nó kể lại rồi. Nó bảo cái Tâm nó ra nghỉ không có nhà ở, nhưng qua Toại nó có cho nó vào nhà bạn anh đứa gái để ở. Đấy, thì hôm nay nó về anh cũng không biết. Nên mày phải hiểu, bây giờ nó đang giãn cách như thế, nó muốn về không về được cơ. Thôi bây giờ mày cũng thông cảm nó tí. Chứ thôi bây giờ chúng mày đừng cãi nhau đâu, anh ngồi đau đầu rồi. Anh có thông cảm được cái gì không? Thông cảm cho bạn em chưa chứ hả? Chứ quảng nó vào nhà bạn nó, bạn lại không sao? Không thở là trong mỏ ngô săn nữa sao mà mày cái gì cứ phải ở quá làm gì? Ở chị bạn, ở nhà bạn ấy thì nó chỉ được 1-2 ngày thôi. Mày thấy có đứa nào đi ăn trực mà bị ở lâu không? Không phải ngại chứ. Cái mặt này mà biết ngại, cái mặt này mà biết ngại. Em đã nói từ bao giờ thì nó phải biết như nào chứ. Cái mặt mày dày thế mày còn biết ngại. Chị nói cho nó cẩn thận. Chả có ai là người không biết ngại đây hết. Anh nhớ lại lần nữa nha. Nói chuyện không sừng sổ, đừng cứ động tay chân. Thì sức chịu đựng của con người là không có giới hạn. Tao nói mày, sức chịu đựng không giới hạn. Cái diễm nó ra nó giảm từ lâu rồi. Sao vẫn chịu được? Còn mày tao nói có 1-2 câu rồi mà mày định làm cái gì? Hả? Chị đi làm gì? Mày bắt đầu đấy, tao nói với mày không nghe à? Bây giờ anh nhìn em không gì nữa nhá. Chị bảo đi vào ở nhà trong nhà chị ở với con Xoan. Thế chẳng khác gì so sánh em với chó. Thế cái diễm, cái nhà tao ở với con Xoan 35. Sao không ai bảo gì? Thế chị bảo bạn bè cái gì mà thân mày tự em mày là chó hiểu không? Như thế, tự chị đừng có chị là tay. Tự mày nhận mày là chó hiểu không? Ta tưởng mày là chó nhá. Em không tự nhận hay là tự nhận như chị nói như thế. Thôi bây giờ cút nó khác mà. Em không cút đây. Em không biết đâu. Anh thấy là nói chuyện với em đấy. Chắc là không được mà em là vợ anh lại. Chắc là em là chị dâu của anh mà anh để chị dâu em như thế. Và anh thân sự nào anh nói luôn cho em biết. Tao chán rồi, tao đéo can thiệp chuyện của mày. Người nào đéo rồi làm đi. Làm gì nào đây? Đéo xem hả? Chị ơi, em đôi chị bỏ tay ra. Chị làm cái gì đấy? Chị, mày đánh ngay đấy. Em này, chị làm gì đấy? Đánh ngay. Hả? Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta. Tiếc nuối của một tóa đôi mươi đã xa. Rồi anh nói nhà không? Thế sao chị còn tôi gây sự với em? Ngồi xuống tôi nói chuyện mày. Anh ngồi xuống. Lấy ghế ngồi hẳn xuống đây. Con này ngồi đây nữa. Cái Tâm vừa anh nói nhà. Anh bảo là nói chuyện thì nói chuyện đồng hàng nhá, mày đừng động tay chân. Mày nên nhớ ấy, ở đây mày cũng chỉ là học viên thôi, hiểu chưa? Và mày cũng phải nên nhớ cái Ngọc là đang là ai, nó là vợ của Toại. Thế mày nghĩ nếu mà Toại nó phát hiện mày thì đánh nhau với Ngọc như này nó sẽ gì? Còn cái tát vừa nãy ấy, là tao tát thành Toại đấy. Còn nếu mà để Toại biết chuyện này mà xảy ra thì tao cũng làm gì ấy. Mai mày cũng chết còn Toại rồi. Không chỉ một cái tát đâu. Vợ tao đã cảnh cáo như thế rồi, tao cảnh cáo một lần rồi. Tao bảo ngồi xuống, nói chuyện bình thường. Bây giờ hai chúng mày để đánh nhau chứ mà tao. Thế chị ấy tôn trọng em chưa? Mày bé hay là lo bé? Em biết là em bé chị ấy nhưng mà mày bé thì mày tôn trọng nó. Còn mày là đang là người sai đấy. Mày đừng nghĩ mày cậy là anh quý mày mà anh bênh mày á. Anh chỉ bênh đi đúng thôi. Thời gian vừa qua anh bao nhiêu chuyện xảy ra với anh quá đủ rồi. Còn nếu mà em vẫn muốn tiếp tục ở đây làm ấy thì đừng như vậy đấy. Còn nếu mà còn như vậy thì thôi. Đi theo anh của em nha. Anh cho em cậu lần nữa. Từ mai đừng mở để anh thấy tình trạng xảy ra nữa. Đi không? Con đừng nói thôi. Bây giờ chuyện của đàn bà chấp nhận nha. Giờ mày muốn như nào bây giờ ra đằng kia. Thái đâu cũng là không nên can thiệp vào. Nhưng mày vẫn muốn đến nhau chị luôn. Chị muốn như nào cũng được. Vẫn muốn đến nhau luôn. Bây giờ nha. Đi về nhà mình. Đấy, hai người ra thôi. Xong là giờ chúng mày đi tìm một nơi xa mà. Ra đây với nhau. Nhớ, đừng có đánh nhau ở đây, không phải đừng để ảnh hưởng tới bọn tao. Ủa anh đã thấy đen được rồi. Đi, tao vào đây là được.